Anh Dương đang lẩn trốn. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục truy lùng theo dấu vết mà anh Dương để lại. Để bắt được anh Dương, tôi cũng đã thuê một thám tử rất chuyên nghiệp tới để trợ giúp cho tôi truy lùng theo dấu vết đấy. Nhưng mà 3 tiếng nữa thì thám tử mới tới đây cơ. Bây giờ thì ngồi chờ thám tử tới nhá. Hôm nay tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở trên cây. Thì tôi sẽ có 3 tiếng để làm căn phòng bí mật. Nghe nói là sáng thì Su sẽ thuê thám tử để bắt tôi. Tôi không nói nhiều nữa, lên làm căn phòng bí mật luôn. Trong lúc chờ thám tử tới thì tôi đã đi chuẩn bị các dụng cụ để có thể bắt được anh Dương một cách dễ dàng. Đây là cái sàn nhà của căn phòng bí mật trên cây nhá. Wow, mọi người thấy nào? Rất là rộng luôn. Cái căn phòng bí mật ở trên cây này có vẻ hơi nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ phải cố định cái sàn nhà này lại. Theo tôi nhận thấy thì căn phòng bí mật trên cây của tôi rất dễ bị phát hiện. Như các bạn nhìn thấy này. Đó, nhìn từ như này rất dễ lộ nhá. Thì tôi thấy Sáng Su thường xuyên sử dụng thiết bị không người lái để truy bắt tôi. Vì vậy bây giờ tôi sẽ phải ngụy trang cho căn phòng bí mật ở trên cây nhá. Làm thế nào để hòa vào màu cây không để Sáng Su phát hiện nhá. Phong thấy anh có nói đúng không? Đúng rồi anh ạ. Chúng ta phải ngụy trang. Ngụy trang à? Vậy là tôi đã có đầy đủ các dụng cụ để hỗ trợ tôi bắt được anh Dương. Đầu tiên là vạt, tôi sẽ coi anh Dương như một con cá để chụp. Tiếp theo là một cái cưa máy. Anh Dương mà trốn ở trên cây, tôi cưa cây bắt anh Dương phải xuống luôn. Búa này nếu mà anh Dương trốn ở trong một cái phòng kín nào đấy, tôi đập tường ra để lôi anh Dương ra. Đây là một cái đục bê tông. Anh Dương mà trốn ở dưới lòng đất, tôi đục tôi lôi anh Dương lên. Và cuối cùng là một cái flycam. Bây giờ tôi sẽ dựng khung cho căn nhà bí ẩn nhá. Làm cái căn phòng ở trên cây là hơi vất vả. Mỗi lần mang nguyên vật liệu lên hơi khó. Hơi vất vả nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng chiến thắng Sáng Su. Tôi đã làm xong cái khung nhà rồi nhưng mà tôi nhìn thấy là cái căn nhà bí mật trên cây này rất dễ bị lộ. À, như các bạn ấy nhìn này, đấy, nhìn nó tông hốc như này rất dễ bị lộ. Thì bây giờ tôi phải nghĩ cách nào đó để ngụy trang cái căn phòng bí mật của tôi lại, không để cho Sáng Su phát hiện. Phong này có cách gì không em? Em không có cách gì cả anh ạ. Khó thế nhỉ? Đây sẽ là món đồ ngụy trang cho căn phòng bí mật trên cây của tôi, đó chính là lớp cỏ nhân tạo. Đấy, tôi sẽ gọi là bọc kín nguyên cái căn phòng bí mật trên cây này để hòa vào cái màu lá cây ấy, để cho Sáng Su không thể là phát hiện ra bằng thiết bị không người lái. Không nói nhiều nữa, thời gian trôi đi rất là nhanh rồi, anh em mình làm luôn thôi. Thám tử thì vẫn chưa tới. Bây giờ tôi sẽ bỏ những cái dụng cụ này ra tập luyện làm quen với chúng, để khi mà gặp anh Dương tôi sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ đi tập luyện nhá. Lần này tôi nhất định sẽ bắt được anh Dương. Thế nào Phong? Ok anh ơi, nhìn giống lá cây rồi đấy. Wow, thế này Sáng Su làm sao mà phát hiện ra em ơi. Ngụy trang thế này Sáng Su sao mà phát hiện ra. Thử thách này tôi sẽ chiến thắng nhá mọi người nhá. Phong ơi, bây giờ em xuống dưới kia đứng nhìn lên xem là có thấy lộ gì không. Ok nhá, xuống kiểm tra xem nhìn từ dưới lên có lộ không nhá. Anh Dương ơi, cái căn phòng bí mật của mình hòa quẹn vào màu cây thì không nhận ra được đâu. Kín lắm. Thật. Ok nhá. Và đây là hình nhân mà tôi đã chế tạo. Mọi người nhìn thấy có giống anh Dương không? Lát nữa mà gặp anh Dương thì tôi sẽ chụp anh Dương như này. Chạy đâu. Cái vợt này thì bắt anh Dương quá là dễ dàng rồi. Thôi, test tới dụng cụ khác. Tiếp theo là tập luyện với búa tạ. Cái búa tạ này lặng hết nhỉ. Ôi quên. Anh ơi, em xin lỗi đây, em không phải cố ý đâu. Búa tạ này để đập tường nhưng không phải để đập anh Dương đâu mọi người. Tôi không cố tình nhá. Anh ơi, anh có trốn dưới đất không? Em lần này mang đầy đủ dụng cụ rồi. Anh có trốn dưới đất không? Em đục luôn. Mấy dụng cụ lần này mang đi để truy lùng anh Dương toàn đồ lặng rồi. Anh Dương ơi, nhất định lần này em sẽ bắt được anh, không bao giờ chạy được em đâu. Vậy là tôi đã dựng xong căn phòng bí mật ở trên cây. Mọi người thấy rằng rất là rộng luôn nhá, rất là to luôn nhá. Đấy. Wow, cực kỳ rộng rãi luôn. Có chổi để quét nhà nữa này. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mang những đồ nội thất mang lên căn phòng bí mật này và trốn thôi nhá, vì sắp hết thời gian rồi. Thám tử sắp đi tìm rồi mọi người ạ. Chạy đâu trời, chạy đâu. Thám tử đấy rồi, thám tử ơi, ở đây. Em làm gì ở đây thế này? Em đang tập luyện để bắt anh Dương. Đây, có những cái dụng cụ này lát nữa sẽ hỗ trợ anh em mình bắt anh Dương. Búa, máy cưa, máy đục, phải lấy ca cái vợt. Với sức mạnh của anh không cần những cái này. Mình nhìn anh đây này. Em đứng ở đây để anh đi bắt anh Dương nhá. Ôi trời, đứng đây, thám tử ơi, đây em. Mang vật dụng lên căn phòng bí mật trên cây này khó quá vì nó rất là cao. Đây là bao đồ ăn nhá. Đồ ăn thì không thể thiếu đâu. Tôi rất thích là ăn uống nên tôi phải mang đồ ăn theo lên căn phòng bí mật để ăn. Ok, tiếp tục xuống lấy dụng cụ tiếp nhá. Còn tivi, tủ lạnh rất là nhiều nữa. Mang cái tủ lạnh lên cây khó quá. Mang được cái tủ lạnh lên mà toát cả mồ hôi. Tiếp theo sẽ là bộ máy tính. Bộ máy tính không thể thiếu được, nó là thiết bị giải trí của tôi. Bây giờ tôi sẽ xuống lấy. Thời đại này mà không có máy tính để nghịch thì không được. Thám tử ơi, lần này chúng ta đi tìm anh Dương chỉ ở quanh một cái huyện rất nhỏ như này thôi. Thế thì quá đơn giản đối với ta. Chưa hết, thời gian mà chúng ta đi tìm ấy sẽ chỉ từ bây giờ tới cuối ngày, và phần thưởng vẫn sẽ là 10 triệu đồng nếu bắt được anh Dương. Hôm nay ta nhất định sẽ nhận được 10 triệu. Thôi bây giờ thì đi tìm anh Dương ở đâu hả thám tử? Thì mình sẽ về nhà tìm trước đi. Ok, đi về nhà tìm.
tìm thám tử thôi. Vâng, còn thiếu một số vật dụng nữa, vậy tôi xuống lấy lốt đi. Tôi đang dòng điện cho căn phòng bí mật. Đây, căn phòng bí mật của tôi ở trên cây kia. Đấy, xanh xanh kìa. Thì bây giờ tôi sẽ dòng điện lên, thì tôi sẽ cho dây điện lên nóc nhà nhá, để không cho sán nhiệt su phát hiện ra. À, tôi sẽ gà gá vào đây. Phải giấu như thế, không thì sán nhiệt su đến đây mà thấy dây điện lòng ngoằng ra là sán su phát hiện ra ngay. Về tới nhà rồi. Bây giờ khả năng đi vào tìm anh trước. Đi, thám tử ơi, chả uy tín gì. Nhìn chả giống thám tử gì. Uy tín chưa? Uy tín rồi đấy. Đi vào tìm. Không có đây là sáng rồi. Anh ơi. Không có, anh bước vào đây rồi. Ở đây không có rồi. Lên nhà trên tìm xem có không. Ok thám tử. Yo, vậy là tôi đã hoàn thành căn phòng bí mật ở trên cây. Thật sự cảm xúc của tôi bây giờ rất là vui, rất là hạnh phúc khi làm được một căn nhà đẳng cấp hiện đại. Đây, căn phòng bí mật trên cây có cả thiết bị giải trí, đó là một bộ máy tính luôn. Tiếp theo là một cái tủ lạnh chất đầy đồ ăn. Wow, rất là mát nha, rất đồ ăn đã được làm mát. Wow, tuyệt vời luôn. Và đằng sau tôi cũng là toàn đồ ăn nước uống hết. Đấy, mọi người thấy chưa? Vì là tôi rất là thích ăn uống, đam mê ăn uống nên tôi làm gì cũng phải có đồ ăn mang theo thì tôi mới chịu được mọi người ạ. Nói chung là đã hoàn thiện căn phòng bí mật ở trên cây rồi. Bà đâu rồi? À đây rồi. Bà hai, bà có thấy anh Dương trốn ở trên này không? Không hả? Không có rồi, mày tạt có không? Không có. Tại để anh Dương trốn đâu mày. Cái kho đồ này cũng không có sáng ơi. Tiếp tục thôi. Ở đây cả Lan không có rồi. Em ơi, ở bên đây cũng không có rồi. Cả Lan anh Dương cũng trốn ở nhà rồi. Thôi anh em mình đi đi. Đặc biệt tôi thấy cái căn phòng bí mật trên cây này rất là tuyệt vời, là vì cái căn phòng bí mật này ở trên cao lên rất là mát mẻ, cảm giác rất là thích thú luôn. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem toàn cảnh căn phòng bí mật ở trên cây. Wow, rất là thoáng luôn. Mọi người biết vì sao mà tôi để thoáng như này không? Vì đằng này là cây cối tùm che rồi, không thể nào nhìn thấy bên trong được, nên tôi để mặt này thoáng để như vậy để cho nó mát nhá mọi người nhá. Còn mặt này thì không có cành cây nên tôi che cái thảm cỏ nhân tạo lên để không bị lộ. Thám tử ơi, không thấy rồi. Bây giờ anh em mình làm thế nào bây giờ thám tử? Anh nghĩ những lần trước Dướng nó hay trốn ở nhà, mới ở chỗ gần, thì bây giờ khéo nó bắt bài em rồi, nó sẽ không trốn ở những chỗ đấy nữa, nó sẽ đi trốn ở xa hơn. Hay bây giờ anh em mình ra trung tâm huyện tìm đi, công viên, hồ nước. Để thế bây giờ anh em mình ra những cái chỗ đấy để tìm anh Dướng trước đi. Thì thôi thám tử ơi, nếu mọi người thấy căn phòng bí mật trên cây của tôi đẹp thì mọi người like, subscribe, đăng ký kênh nhá, giúp tôi lên 10 triệu sub nào. Yeah, không biết sáng đang tìm ở đâu rồi, thì bây giờ vẫn chưa thấy sáng gì xuống ra đây. Nói chung là căn phòng bí mật trên cây thì rất là khó để phát hiện ra tôi luôn. Tôi ở trên đây tôi có thể theo dõi bên dưới làm gì đấy, rất là an toàn đấy mọi người nhá. Tới trung tâm huyện rồi thám tử ơi, bây giờ thì làm thế nào thám tử? Em cứ đi tìm ô tô cho anh. Tìm ô tô? Bao lần tìm ô tô rồi có thấy đâu nhỉ? Rồi rồi, không có trong bụi này rồi. Trên cây này cũng không có. Thử thách này nhất định tôi sẽ chiến thắng. Yeah. À đúng rồi, chưa biết sáng thì Su mời thám tử là về. Tôi chưa thấy nhìn thấy mặt thám tử bao giờ luôn. Tôi cũng rất là đang lo lắng này, không biết là sáng mời thám tử như nào. Thám tử ơi, thám tử ơi, tìm hết xung quanh đây rồi nhưng mà vẫn không thấy anh Dưỡng đâu. Giờ làm nào thám tử? Theo anh hiểu rằng Dưỡng thì công viên là trốn đông người, mà thằng Dưỡng không thích trốn đông người, nó không trốn ở công viên đâu. Bây giờ anh em mình đi kiếm ở các cánh đồng trước đi. Các cánh đồng. Thế bây giờ em sẽ dẫn thám tử đi tất cả các cánh đồng ở huyện này để tìm xem có manh mối gì không. Rồi đi. Mọi người nghe tiếng gió chưa? Lá cây xung xuê này, lắc lắc này, rất là mát luôn. Cảm giác ở trên căn phòng bí mật trên cây rất là thích luôn. Nhưng mà tôi tính rồi, nếu mà mình ở lâu quá ở trên căn phòng bí mật này, gọi là thám tử vẫn có thể tìm ra. Vì vậy bây giờ tôi sẽ chơi lại thám tử trước. Bây giờ tôi sẽ đi đặt bẫy thám tử nhá, không cho thám tử tiếp cận tôi. Tôi sẽ đặt nhiều cái bẫy để ngăn thám tử tiếp cận tôi. Thế thì tôi mới có cơ hội giành chiến thắng. Còn tôi cứ ở trên căn phòng bí mật như này thì rất dễ bị thám tử phát hiện. Nói chung là tôi sẽ đi trước thám tử một bước. Yeah, thôi đi làm bẫy thôi. Mặc dù là đi tìm anh Dương ở quanh một cái huyện nhỏ nhưng mà hai người đi tìm thì đây cũng là một thử thách rất khó nhá. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ thì bay vào lấy cam để tìm anh Dưỡng thôi. Thám tử ơi, bay vào lấy cam khắp cái khu đồng này rồi, đồng rộng lắm nhưng mà không tìm thấy. Thế anh em mình tiếp tục đi sang cánh đồng khác. Em nhớ ra rồi, ở gần đây có một con sông, trước anh Dưỡng đã từng trốn ở đấy thám tử ạ. Ừ thế mình ra đấy tìm trước đi. Ok thám tử đi. Cái bẫy đầu tiên đó là sân nai rất là trơn luôn. Let's go. Nope. Té một chút nước để cho chỗ này trơn. Trơn quá, trơn quá. Lên ra luôn. Vậy là xong một cái bẫy đầu tiên. Ủa, trơn quá mọi người, phải đi cẩn thận. Bẫy tiếp theo nhá. Bẫy tiếp theo. Thám tử ơi, đây bờ sông này thì trước anh Dương đã từng trốn ở đây một lần, thì bây giờ khả năng chúng ta đi quanh bờ sông này để tìm xem có manh mối không nhá. Em ơi, em đem flycam lên đây, bỏ ra bay để cho nó nhanh, đỡ tốn thời gian. Thời gian là vàng là bạc. Cũng đúng à, em quên mất. Ok, bây giờ sẽ bay flycam nhá. Chỗ này rậm rạp này, em bay sát vào xem nào. Đây đây thám tử ơi, chờ tí. Không có gì thám tử ạ. Giờ bay đi đâu nữa thám tử? Em ơi, bay dọc bờ sông cho anh. Vâng, ok thám tử luôn.
căn phòng bí mật trên cây này cảm giác như là hòa quẹn với thiên nhiên ấy mọi người ạ. Rất là thích luôn. Gió nó vào, một lửa bên này thì có nhà, một lửa bên này là cây. Cảm giác rất thích thú luôn thật sự mọi người. Lại còn mát mẻ nữa. Không khí rất là mát mẻ đấy. Thò tay ra bên ngoài. Mọi người thấy gió to chưa? Nói chung là thật sự là ở trên này rất là thoải mái, kiểu như mình không khí ở trên cao nó cũng kiểu nó cũng thích hơn ấy. Thám tử ơi, bay hết cái bờ sông này rồi nhưng mà vẫn không thấy, khả năng là anh Dưỡng không trốn ở đây đâu. Giờ làm nào? Em ơi, khả năng anh em mình tính sai rồi. Tính của thằng Dưỡng thế nó không trốn ở đâu xa đâu. Ở nhà nó thân với ai nhất? Thân với mẹ nhất. Thế thì dẫn anh về để hỏi xem có manh mối gì không. Đi rồi thám tử, đi. Phong ơi, em ở đây em gì nên anh ngồi em. Rồi. Căn phòng bí mật trên cây to rộng như này mà cứ đứng ở trên cây em. Vào đây đấy, muốn ngủ không? Chưa ngủ anh ạ. Sao ngồi đấy làm gì? Nằm đứng đây. Em đang canh phòng cho anh. Canh phòng á? Đúng rồi. Nếu mà sáng mà thám tử đến thì báo anh nhá. Phòng sẽ nhiệm vụ canh phòng cho tôi nhá. Căn phòng bí mật trên cây mà lại có cả bảo vệ. Phòng khác gì bảo vệ đâu đấy, cứ ngồi đây canh này nhá em nhá. Đấy, vừa ngủ vừa có bảo vệ trông. Mọi người thấy thế nào? Không biết thám tử lần này sáng thuê như nào, không biết có đẳng cấp không. Thám tử phải đẳng cấp mới bắt được tôi, còn không đẳng cấp khả năng không bao giờ bắt được tôi. Căn phòng bí mật trên cây kín như này thì làm sao mà phát hiện ra, phải không mọi người? Này còn được ngụy trang bằng một lớp thảm cỏ nữa. Tài để anh Dưỡng trốn ở đâu được ra. Em ơi, đây có phải ô tô của cậu Dưỡng không? Đâu để em nhìn biển số cho nào. Ú, đúng rồi anh ơi, đây ô tô anh thưa anh ơi. Đúng rồi á, ô tô ở đây thì người chỉ quét quẩn đây thôi em ơi. Không bảo được anh ạ. Không có em ơi. Nếu mà ô tô ở đây thì em nghĩ là anh Dưỡng chắc chắn là đang trốn ở ngoài ao này. Tại vì ngoài này có cái ao mà. Ừ thế mình đi trốn tìm thôi. Vậy là tôi sắp bắt được anh Dưỡng rồi. Hóa ra là trốn ở đây à. Anh Dưỡng ơi, thám tử anh sáng tới kìa. Chắc chắn nó ở trong đây rồi. Để em chụp. Mày, để thám tử con. Ôi thám tử ơi, làm sao ấy thám tử ơi. Lên đây. Sáng ơi, cái gì mà trơn thế? Cái gì trơn thế Sáng ạ? À? Sáng ở đây nhá, để anh vào bắt nhá. Anh qua đây làm sao đấy? Em ơi, bị bột văng vào người, khả năng bị bấy rồi. Thế thì chắc chắn là anh Dưỡng ở đây rồi. Thôi anh em mình để ý một tí nhá, đi từ từ thôi. Đi vào bắt anh Dưỡng. Lại bị bấy tiếp đấy. Anh là thám tử, anh đi trước đi. Được. Sáng ơi, dạ. Ở đây có bụi chuối nè. Vào tìm đi anh ơi. Làm sao đấy anh ơi. Quên cố lên. Sáng ơi, anh toàn rồi. Cố anh ơi, vì phần thưởng anh ơi, cố lên. Thôi, bên này có nhiều bấy lắm, đổi hướng rồi em ơi. Thôi, thám tử vẫn đi trước đi, thám tử ơi. Sao đấy anh ơi, cũng lại bấy anh ạ. 35 làm thám tử của tao, chưa lần nào tao bị nhục như này. Lên anh ơi, ở đây nhiều bấy lắm, khả năng thôi, em không tìm đâu. Em ơi, vì phần thưởng 10 triệu, em cứ đứng bên đấy, để anh đi tiếp. Cẩn thận đây thám tử ơi. Ở đây lại có cái bấy nữa này. Thế thì cẩn thận. Bấy cái này là cái dây như thế này. 35 kinh nghiệm của ta thì ta sẽ bước qua, làm sao mà hại được ta. Sáng ơi. Dạ. Hình như chân anh dẫm vào cái gì. Sáng ơi, mày có nghe tiếng gì? À, con làm sao đấy anh ơi? Lại bị bấy rồi em ơi. Ui, thôi anh ơi, khả năng anh em mình đi về đi. Mấy quả bóng bay nước ấy sợ gì? Em cứ đứng nguyên ở đấy để anh đi bắt nó ra. Lại có bấy nữa Sáng ơi. Cẩn thận nhé. Đợt trước ta bước qua bị rồi, giờ là ta không bước nữa, xem chúng mày bấy thế nào. Ta sẽ chui. Ui, anh ơi, anh có sao không? Em có giúp gì được cho anh không? Sáng ơi, em ơi, gọi xe cứu thương cho anh em ơi. Thế thôi anh bảo anh có 35 kinh nghiệm. Anh nói đùa mày thôi, si nhê gì. Mày cứ ở im đây để anh đi bắt nó cho mày. Thật đấy. Ok. Trong đây cũng không có. Cẩn thận bay anh ơi, cẩn thận. 35 kinh nghiệm, tao sợ gì. Không có rồi, tiếp tục đi ra đây coi. Cẩn thận nhá. Có gì không anh ơi? Ui, Sáng ơi. Cẩn thận anh ơi. Sao đây lại có những cái cành cây mới chặt này? Đây nè, lại đây nữa nè. Em ơi. Đi theo dấu vết anh ơi. Được. Đây, wow. Đây nữa này Sáng ơi. Nhiều cành cây mới chặt lắm. Thì anh Dưỡng có trong bụi đấy không? Chụp. Không có anh ơi. Dưỡng, không có. Những cái cành này là cành của cây nhãn em ơi. Chụp. Sáng ơi! Bắt được anh Dưỡng ơi! Anh Dưỡng! Vẫn sống rồi! Em bắt được anh rồi nhá! Anh Dưỡng ơi! Bấy thám tử à! Lên anh ơi! Làm sao mà thoát được thám tử con ta? Trời ơi! Bấy không làm gì được thám tử đâu. Chạy đi đâu khỏi lắng. Thế nhưng để trốn tận từ nay nhưng mà vẫn bị bắt. Bắt được anh Dưỡng rồi. Vậy là chúng tôi đã tìm thấy anh Dưỡng nhá. Trốn kỹ nay mà vẫn bị bắt nữa. Làm sao mà thoát được thám tử. Rất là nhiều dấu vết. Ánh đèn này, cành cây chặt ở dưới kia này. Thằng này em ơi, sao em không giúp anh Côn mới sáng đến phải rút điện ra để ngụy trang chứ. Thằng này sao kém em ơi thế? Giờ lại rút ra làm gì. Phần thưởng là thám tử đâu. Đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Phần thưởng này để thám tử đi bệnh viện nhá. Làm sao mà thoát
soát được tao. Bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi. Vậy là xong clip làm căn phòng bí mật trên cây nhá. Nếu mọi người thích cái video này, mọi người like, subscribe, đăng ký kênh giúp tôi lên 10 triệu sub nha. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.